Xin kính chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2019 trôi qua theo cảm nhận của thị trường thì gần như không có kênh đầu tư nào thực sự hấp dẫn. Bởi vậy, chọn kênh đầu tư nào hứa hẹn sinh lời cao đang là trăn trở của không ít người lúc này. Với kênh đầu tư thụ động như là vàng, ngoại tệ và gửi tiết kiệm, các nhà đầu tư có thể xem xét đầu tư vào các kênh mạo hiểm hơn như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Tuy nhiên, kênh đầu tư nào lên ngôi trong năm nay? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu tư tài chính là cách chúng ta sử dụng tiền vào các mục đích tăng giá trị đồng tiền so với ban đầu. Và trong giai đoạn hiện nay thì ngày càng có nhiều người quan tâm hơn tới đầu tư. Khi mà có các khoản tiền tiết kiệm thì nhu cầu đầu tư để tiền sinh sôi lại càng cao. Khi đó thì việc tìm kiếm các kênh đầu tư tài chính hiệu quả là rất quan trọng. Ngày nay thì có khá nhiều kênh đầu tư tài chính dành cho bạn và khả năng tiếp cận những kênh này cũng rất dễ dàng. Vậy hiện nay tại thị trường Việt Nam có những kênh đầu tư tài chính nào? Xin mời quý vị theo dõi thông qua phần tổng hợp ngay sau đây. Kênh đầu tư vàng. Vàng trước đây được xem là kênh đầu tư hấp dẫn và phổ biến với các nhà đầu tư nhờ vào mức sinh lời khá cao. Từ rất lâu về trước, người dân thường nắm giữ vàng vì nhiều lý do: tiết kiệm, đầu tư, làm của cải, vì vàng là loại kim loại quý hiếm và rất có giá trị. Đặc điểm của kênh đầu tư vàng là vốn ít, thời gian đầu tư linh hoạt và đặc biệt là dễ mua bán, giao dịch. Tuy nhiên, rủi ro giá vàng biến động thất thường là điểm mà nhà đầu tư cần chú ý và theo dõi thường xuyên. Tiền gửi tiết kiệm. Đây được xem là kênh đầu tư an toàn, không thua lỗ, phổ biến với mọi người dân từ khoản tiền ít đến nhiều, mức sinh lời cố định từ 4 đến 8% một năm, thậm chí cao hơn nếu gửi nhiều tiền với kỳ hạn dài. Tiền gửi ngân hàng luôn có sự đảm bảo bởi hệ thống ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, dù là kênh ổn định nhưng gửi tiết kiệm lại cho lợi nhuận không cao so với các kênh đầu tư khác. Bất động sản, một trong những kênh đầu tư được đánh giá là sinh lời cao. Tại Việt Nam, quá trình đô thị hóa đang diễn ra với tốc độ cao, dân số đô thị tăng nhanh, nhu cầu về bất động sản như nhà ở, trung tâm thương mại, nghỉ dưỡng rất lớn. Vì vậy, bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn đông đảo nhà đầu tư tham gia cùng dòng vốn trên thị trường đang tiếp tục đổ mạnh về. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần có một số vốn tương đối lớn, có kinh nghiệm về thị trường và kế hoạch kinh doanh bài bản, dài hạn. Mức sinh lời cao từ 8 đến 12% một năm, nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng rủi ro thanh khoản thấp, biến động thị trường, bong bóng bất động sản. Đầu tư chứng khoán. Đây cũng là một trong những kênh đầu tư mang lại lợi nhuận khá cao, là khoản đầu tư dài hạn mà vốn đầu tư không cần quá nhiều, phù hợp với những nhà đầu tư có quy mô vốn trên dưới 1 tỷ đồng, đầu tư linh hoạt và thanh khoản cao. Nhà đầu tư có thể đầu tư trực tiếp hoặc thông qua các đơn vị trung gian là các công ty môi giới chứng khoán để được tư vấn, thu thập thông tin. Tuy nhiên, rủi ro khi đầu tư vào các doanh nghiệp yếu kém, ngay cả giai đoạn phục hồi, thì nhà đầu tư cũng nên cẩn trọng bởi giá cổ phiếu thay đổi liên tục theo từng phiên, từng ngày. B2B Lending, cuộc chơi của những nhà đầu tư thời 4.0. Với những nhà đầu tư không có nhiều kinh nghiệm trong việc nắm bắt và đánh giá về biến động thị trường, không có vốn lớn nhưng vẫn muốn bắt kịp công nghệ, thì B2B Lending, kênh đầu tư cho vay ngang hàng là giải pháp tối ưu. Chỉ cần số vốn khởi điểm vài triệu đồng, nhà đầu tư có thể tham gia vào B2B Lending, kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đang cần vốn thông qua dịch vụ online một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hình thức này chỉ mới nở rộ khoảng 2 năm trở lại đây và vẫn chưa có nhiều kênh, địa chỉ uy tín và tin cậy. Vì thế, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ, cẩn trọng trong việc giao dịch để tránh rủi ro mất tiền. Đầu tư Forex. Trước đây, chỉ những tổ chức tài chính lớn và cá nhân có giá trị dòng cao mới có thể tiếp cận được thị trường tiền tệ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khách hàng có thể mua bán tiền tệ từ bất kỳ nơi nào bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch online. Những khách hàng tham gia chính trên thị trường này gồm chính phủ và ngân hàng trung ương, ngân hàng lớn, nhà môi giới ngoại hối, nhà đầu tư lẻ. Mặc dù mang lại lợi nhuận cao, thế nhưng đây là kênh đầu tư mới nổi tại thị trường Việt Nam, chưa thực sự phổ biến cho những nhà đầu tư cá nhân và nhỏ lẻ bởi vốn cao, cần có sự am hiểu thị trường tài chính, tiền tệ một cách thuần thục và rủi ro cũng ở mức cực kỳ cao. Quỹ đầu tư. Phù hợp đối với hầu hết mọi người, những người không có thời gian hoặc không muốn bỏ trứng vào cùng một rổ, thì đầu tư vào quỹ là giải pháp tối ưu. Quỹ đầu tư được thành lập và quản lý bởi các công ty, các chuyên gia có kinh nghiệm. Các quỹ quản lý tài sản của nhiều nhà đầu tư và đầu tư vào chứng khoán như cổ phiếu vốn, trái phiếu, tín phiếu kho bạc và các công cụ tài chính khác. Đầu tư vào quỹ rủi ro thấp, vốn ít, lợi nhuận ổn định. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chọn lựa đúng quỹ phù hợp, có uy tín. Trong cuộc khảo sát mới đây về tương lai của giá vàng, các nhà đầu tư tham gia khảo sát Main Street của Keystone News đã có chung nhận định rằng giá vàng sẽ tăng tiếp tục trong suốt cả năm nay. Cụ thể thì trong tổng số 1.749 ý kiến tham gia khảo sát, có tới 80% số người được hỏi cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, ít nhất là đạt trên 1.600 đô la Mỹ một ounce khi mà kết thúc năm 2020.
có 25% số người được hỏi, tương đương với 439 ý kiến thậm chí cực kỳ lạc quan với tương lai giá vàng, và họ tin rằng kim loại quý này sẽ vượt đỉnh lịch sử của năm 2011 khi đạt trên 2.000 đô la Mỹ một ao vào cuối năm nay. Là một người thường xuyên giao dịch và quan tâm đến giá vàng trong nước và trên thế giới, bản thân bà Nguyễn Kim Hạnh cũng cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mặc dù vậy, vàng vẫn sẽ là phân khúc đầu tư và tích trữ được bà Hạnh và nhiều người lựa chọn bởi tính an toàn và độ uy tín cao. Chắc là sẽ tăng là vì tình hình Iran và Mỹ có vấn đề, chúng ta sợ là nó sẽ tăng lên. Nhưng mà mình có việc thì mình cứ mua thôi, cho nó được việc. Ở chiều ngược lại, các nhà kinh doanh vàng cũng cho rằng thị trường vàng sẽ tiếp tục sôi động trong cả năm 2020, vì trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, mức giá vàng sẽ khó có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, ngoài vàng miếng, nhiều người tiêu dùng cũng đã chuyển sang lựa chọn vàng trang sức để tích trữ bởi tính lợi nhuận lại vẫn đảm bảo được nhu cầu thẩm mỹ của đa số người dùng. Trên một số các diễn đàn cũng như là về các bản tin thì cũng đưa rất là nhiều các thông tin cái tình hình bất ổn nền chính trị khu vực Trung Đông cũng như là sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran trong những ngày qua thì dẫn đến là giá vàng thế giới cũng có những cái phần biến động rất mạnh, và đặc biệt là thị trường vàng trong nước nói chung và miền Bắc nói riêng thì sôi động trở lại. Giá vàng thì biến động theo thời điểm, và khi có sự biến động đấy, một số những thương hiệu trong đó có Bảo Tín Minh Châu, chúng tôi cũng cố gắng làm sao đi theo một cái quy luật chung của toàn thị trường, toàn ngành, cũng như là để có một cái biên độ khoảng cách chênh lệch rất phù hợp để cho khách hàng có thể đến giao dịch và bảo toàn cái sự an toàn cho chính doanh nghiệp và khách hàng. Theo xu hướng thì giá vàng năm 2020 sẽ vẫn là giá vàng theo xu hướng tăng, tuy nhiên thì giá vàng rất là nhạy cảm. Họ có dậy nhạc cảm rất nhiều với các tình hình biến động, có thể có sự biến động về bên chỗ địa chính trị, có sự biến động về mặt kinh tế thế giới và những sự biến động bất ổn về xã hội nói chung thì giá vàng cũng có thể có những diễn biến rất phức tạp, nên thành ra đấy là những cái mà có thể mọi người không có thể lường trước được những diễn biến phức tạp của giá vàng. Ví dụ như là mảng trang sức, mặc dù là giá vàng có sự biến động, tuy nhiên thì giá thành của sản phẩm trang sức không bị ảnh hưởng. Tại vì thực ra là trong sản phẩm trang sức ấy, thì giá vàng chỉ là cấu thành một phần rất là nhỏ. Và cái phần lớn thì nó là do về cái phần liên quan đến phần đá quý, liên quan phần những cái phần mà coi như là kết cấu để tạo nên cái sản phẩm trang sức. Nên thành ra sự biến động của giá vàng nó ảnh hưởng đến cái giá thành sản phẩm trang sức. Và đặc biệt là trong thời gian gần đây thì xu hướng của người tiêu dùng cũng coi trang sức là một cái sự lựa chọn vừa mang tính thời trang nhưng là một cái sự lựa chọn cho làm đẹp bản thân, và có những cái việc mà mọi người cũng không có những cái suy nghĩ trước đây là mua trang sức là không bị mất giá nữa, mà mọi người coi đó là một cái vừa có giá trị cho chính bản thân mọi người. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng nếu đầu tư vàng dài hạn ngay từ phiên giao dịch đầu năm 2020, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận khá tốt. Nhưng nhìn chung, giới đầu tư trong nước không mấy mặn mà với kim loại quý này. Lý do là bởi trong suốt một thời gian dài, biên độ dao động của giá vàng quá nhỏ, không đủ hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Tôi nghĩ rằng trong những cái kênh đầu tư thì có thể kênh đầu tư về vàng là cái kênh đầu tư mà tôi nghĩ rằng có khả năng tăng trưởng tốt. Tại vì trong một nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế toàn cầu, mà nếu mà đi vào trong một cái sự khó khăn về khủng hoảng, chúng ta biết rằng cái việc cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn đang tiếp tục. Và chúng ta chưa biết rằng họ sẽ có những cái giải quyết như thế nào trong thời gian sắp tới. Nhưng mà chắc chắn là cái hậu quả của cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ trong 2 năm vừa qua cũng sẽ tiếp tục tác động lên nền kinh tế trong thời gian tới. Mới nhất, Iran cho biết họ sẽ không còn tuân thủ bất cứ giới hạn nào trong việc làm giàu uranium sau khi Mỹ đã giết tướng Qasem Soleimani. Ngược lại, Tổng thống Donald Trump nói rằng họ đã sẵn sàng tấn công và Iran không có cơ hội giành phần thắng trong cuộc chiến này nếu họ trả đũa bất kỳ mục tiêu nào của Mỹ. Những động thái này dấy lên lo ngại về cuộc chiến quy mô lớn, ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng và kinh tế toàn cầu, làm xáo trộn tâm lý rủi ro. Các nhà phân tích của Goldman Sachs cho rằng có nhiều kịch bản trong giai đoạn này, song vàng thỏi là sự đặt cược tốt hơn so với dầu mỏ. Với nhiều diễn biến chính trị khó lường từ Mỹ, Iran hay từ Mỹ và Trung Quốc, cũng như chính sách điều hành tiền tệ ở mức nới lỏng của các quốc gia trên thế giới, nhiều chuyên gia dự đoán vàng sẽ có một năm tích cực. Vào dịp đầu năm thì các nhà đầu tư sẽ có nhiều cơ hội khi nắm lượng lớn tiền trong tay, nhưng rót vốn vào đâu để sinh lời lại là vấn đề không hề đơn giản. Các chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng thị trường tài chính được dự báo tiếp tục có nhiều biến động trong năm 2020, vì thế không nên bỏ tất cả trứng vào một giỏ mà phải phân bổ nguồn vốn để đầu tư vào các kênh khác nhau. Vậy năm 2020, dòng tiền của nhà đầu tư Việt sẽ đổ vào đâu? Xin mời quý vị theo dõi chùm ý kiến được ghi nhận từ phóng viên VTV.
2020 là một cái năm mà sẽ có nhiều những cái ẩn số trong đầu tư. Vì chúng tôi tin rằng là đầu tư tiếp tục cho phát triển kinh tế, đặc biệt là xuất nhập xuất khẩu, nhất là xuất khẩu những sản phẩm dịch vụ và những hàng hóa chất lượng cao vẫn là một trong những khuynh hướng đầu tư tốt. Thứ hai nữa là phân khúc bất động sản thì vẫn tiếp tục những cái phân khúc về nhà ở xã hội và những nhà ở mà nghỉ dưỡng nhưng mà với giá vừa phải ở những vị trí thuận lợi thì vẫn có cái điều kiện phát triển. Cái thứ ba nữa là các cái hoạt động chứng khoán thì nó sẽ trông chờ vào các cái IPO mới của các cái công ty cổ phần, tập đoàn nhà nước lớn cũng như là sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài. Một số các chuyên gia nhận định rằng là có thể cái giá vàng trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục tăng. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái lời khuyên dành cho các nhà đầu tư cũng như khách hàng trong thời điểm này, đưa ra một cái sự lựa chọn và cân nhắc rất thận trọng khi đưa ra quyết định của mình, và nên lựa chọn những doanh nghiệp có uy tín, những thương hiệu có uy tín để giao dịch nhằm đảm bảo tối đa cái quyền lợi của mình. Thị trường bất động sản như chúng ta thấy tức là cũng đang có cái hiện tượng trầm lắng trở lại, chững lại. Vì lý do là tín dụng bị thắt chặt khá là mạnh, cũng vì lý do tức là các cái dự án bây giờ nó cũng cái nguồn cung cũng bắt đầu trở nên hiếm hoi, cũng vì lý do nữa tức là sau một thời gian sốt thì nó cũng phải chứng lại thôi. Đấy là cái quy luật của thị trường, nó điều chỉnh cung cầu một cách tự nhiên. Nhưng mà chúng ta thấy tức là cái cung của tín dụng, cung của cái bất động sản này thì có vẻ như là còn tiếp tục giảm. Vì dự án bây giờ càng ngày càng hiếm, và các thành phố lớn bây giờ thì số lượng các dự án được phê duyệt thì cũng giảm rất là nhiều. Nhưng mà cầu thì chưa chắc là càng ngày càng giảm. Cầu về nhà ở thì nó vẫn là khá cao, cầu về du lịch nghỉ dưỡng vẫn còn khá cao. Và có thể tức là sau một thời gian mà các nhà đầu tư quan sát rồi nhìn nhận thì người ta thấy rằng tức là người ta vẫn có thể phải tiếp tục đầu tư vào cái thị trường này. Đến lúc đó thì hy vọng rằng thị trường bất động sản sẽ ấm nóng trở lại. Tôi nghĩ rằng tức là có thể đâu đó vào khoảng từ quý 3, quý 4 năm sau trở đi. Tôi nghĩ rằng nền kinh tế Việt Nam cũng sẽ bị tác động bởi nền kinh tế toàn cầu. Thì tôi nghĩ rằng trong cái bối cảnh như thế thì có lẽ chúng ta cũng cần phải cẩn thận trong vấn đề đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán lên xuống rất là bất thường, rồi thị trường bất động sản có thể sẽ chậm lại trong năm 2020. Thị trường ngoại hối thì tôi nghĩ rằng tỷ giá của Việt Nam sẽ tiếp tục được ổn định, và tiền gửi ngân hàng cũng sẽ vẫn là cái kênh mà nhiều người nói là đầu tư thì không đúng, nhưng mà đại đa số người dân cũng vẫn tìm đến ngân hàng để gửi tiền. Cái quan trọng khi mà mình đầu tư ấy, thì mình phải biết là tiền của mình ấy, sẽ là được sử dụng bởi ai, và ai sẽ chịu trách nhiệm đối với cái khoản đầu tư đấy của mình. Tôi thấy có một số nhà đầu tư có thể lựa chọn mua qua ngân hàng, thì chúng ta cũng phải tìm hiểu rõ cái cơ chế, trách nhiệm của ngân hàng đến đâu, và trách nhiệm của cái người chủ trái phiếu, tức là cái nơi mà người ta phát hành cái trái phiếu đấy đến đâu. Đấy, chúng ta không được nhầm lẫn, bởi vì có những người nói rằng không lo gì cả, với cái đấy ngân hàng là chịu trách nhiệm hết rồi. Thì tôi nghĩ nhiều khi cũng không hẳn là như vậy. Đấy, cho nên là chúng ta cũng phải nghiên cứu rất là kỹ về cái hình thức mà trái phiếu của các cái doanh nghiệp. Đấy, tôi không nói về cái câu chuyện đấy, mà đây chỉ nói đến vấn đề là họ phát hành đúng luật. Đấy, thì chúng ta cũng vẫn phải xem xét về cả những cái điều khoản gắn liền với cái trái phiếu đấy như thế nào để mình phân tích và đánh giá. Đấy, nếu như mà chúng ta biết rõ rồi và chúng ta so sánh các cái kênh đầu tư khác mà thấy nó gọi là vẫn có lợi ích hơn và mình thấy rằng là cái rủi ro có thể chấp nhận được thì chúng ta sẽ lựa chọn. Thế thì cái đấy tôi vẫn nghĩ rằng tùy thuộc vào cái đánh giá của từng nhà đầu tư, nhưng quan trọng là chúng ta phải hiểu rõ cái sản phẩm mà chúng ta đang đầu tư vào, mà trách nhiệm đấy thuộc về ai. Và nếu như thuộc về ai đó thì mình cũng phải có những cái tìm hiểu về cái đối tác đó trước khi mình quyết định mình đầu tư vào. Đến đây thì chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.